Mikel này, đầu tiên thì chào mừng ông tới Hà Lan nhé. Nhưng chắc là ông cũng biết nhiều về nơi này rồi nhỉ, khi trợ lý Albert của ông là người Hà Lan. Không biết ông ấy quan trọng thế nào với ông và các cầu thủ vậy? Ông ấy rất quan trọng. Albert là một người mà tôi đã biết tới rất lâu rồi. Và ông ấy quan trọng cho mọi thứ chúng tôi làm. Ông ấy trước hết là một người tuyệt vời, một nhân vật có sự am hiểu trận đấu theo một cách đặc biệt. Albert đã sinh trưởng ở một môi trường khá là tương đồng với tôi, cho nên chúng tôi chia sẻ nhiều ý tưởng với nhau. Ông ấy còn có một kinh nghiệm khổng lồ ở đẳng cấp quốc tế nữa, chứ chưa nói đến học viện hay ở cấp câu lạc bộ như lúc này. Cho nên ông ấy đã mang đến nhiều giá trị cho đội. Mikel này, tôi nghe Van Nistelrooy trả lời vào sớm hôm nay. Ông ấy cho rằng BSV chẳng thể cạnh tranh vị trí số 1 nữa và vui vẻ chấp nhận việc Arsenal đứng thứ nhất. Ông nói gì về chuyện này và liệu ông sẽ tiếp cận trận đấu ngày mai ra sao? Liệu ông sẽ thực sự muốn chốt hạ câu chuyện này? Tuần rồi thì chúng tôi đã tiến bước đầu tiên, đó là lọt vào vòng trong. Giờ thì chúng tôi cần thắng để có được chiếc vé đầu bảng. Chào Mikel, không biết có thêm thông tin chấn thương gì không? Không, chỉ có Marquinhos thấy không khỏe nên đã không theo đội, nhưng các cầu thủ còn lại đều ổn cả. Mikel này, dường như ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trước BSV nhỉ? Chuyện mà ai cũng cho rằng sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi hơn. Hiện thì ông cũng đã mang những cầu thủ tốt nhất tới đây. Liệu nó là một kế hoạch thực sự của ông? Chúng tôi không có nhiều cầu thủ. Chúng tôi đã mang theo những người mà mình có thôi. Thậm chí phải kêu thêm 4 cậu nhóc ở học viện vì chúng tôi không đủ đăng ký danh sách luôn. Còn thì chúng tôi cần cho ra sân 11 người, họ phải đá. Và chúng tôi không thể thay 11 người mỗi trận được. Chào Mikel, tuần rồi Edu được đưa tin là có thể gia hạn hợp đồng ở lại Arsenal và đang trong quá trình thương lượng. Không biết Edu có tầm quan trọng ra sao cho ông trong khoảng thời gian vừa qua, sự thân thiết trong công việc ra sao và tính trọng yếu của việc giữ Edu lại với Arsenal ra sao nhỉ? Tôi hy vọng ông ấy ở lại đây lâu dài vì tôi nghĩ nó là chuyện thực sự tích cực cho câu lạc bộ. Tôi đã làm việc rất mượt với ông ấy và tôi nghĩ ông ấy là người siêu quan trọng tại Arsenal, một người đại diện cho những giá trị của câu lạc bộ, rồi thì cả những ý tưởng mà chúng tôi luôn tận dụng ngay. Đây hy vọng là chuyện sẽ ổn thỏa. Ông thấy thế nào khi làm việc hàng ngày với Edu? Vâng, luôn có nhiều chuyện xảy ra ở câu lạc bộ và Edu có trọng trách khổng lồ, nhưng ông ấy có cách giao tiếp thực sự hay với mọi người, xử lý nhiều vấn đề hàng ngày, nên với tôi cũng như cả đội, Edu thực sự quan trọng. Chào Mikel, vẫn là về Edu. Để nói ở một câu lạc bộ bóng đá, giữa những giám đốc thể thao với các nhà quản lý thường có khó khăn. Không biết nó đã dễ dàng ngay lập tức cho ông để làm việc chung hay đã cần thời gian để phát triển vậy? Tôi nghĩ một mối quan hệ nào thì cũng cần phải xây dựng. Đầu tiên, nó phải là sự tôn trọng và những quy định luật lệ phải thực sự rõ ràng. Chúng tôi phải chia sẻ cùng ý tưởng với nhau, nhưng cùng lúc phải biết chất vấn nhau. Vì đôi lúc các huấn luyện viên như tôi có những ý tưởng, muốn những thứ gì đó ngay lập tức, nhưng nó có thể không phải là tốt nhất cho câu lạc bộ. Chúng tôi phải có được sự cân bằng, không phải chỉ với Edu mà còn có Vinai, Roy Rich cũng như cả team trong việc làm việc với các ông chủ. Và sau cùng, điều thực sự quan trọng đó là khi đưa ra những quyết định, chúng tôi phải đồng lòng, không phải chỉ là quyết định của riêng ai, ý tưởng của riêng ai, mà trong thời khắc thăng hay trầm đều đồng lòng cùng nhau. Sambi Lekonga vừa chia sẻ tuần rồi rằng vào cuối mùa trước, anh ấy đã rất tức tối, tự vấn mình liệu rằng mình đã có những quyết định đúng. Nói về chuyện giữ các cầu thủ vui vẻ, không biết ông có phương cách gì? Đó là cho họ đá, để họ cất tiếng trên sân, đó là cách tốt nhất. Mikel này, như vậy là FA vừa thông báo rằng họ sẽ không điều tra thêm nữa sự vụ giữa Gabriel và Henderson. Không biết ông có hài lòng khi chuyện này đã được kết thúc? Tôi đã nói ngay từ đầu rằng đó là quyết định dựa hoàn toàn vào FA. Họ đã đưa ra quyết định, chuyện là vậy. Vậy Gabriel có hài lòng về chuyện này không? Đó là điều phải hỏi Gabriel, nhưng quyết định đã được đưa ra. Xin chào, tôi cũng đang định hỏi tiếp chuyện này. Không biết vấn đề này trong tuần qua có đem lại tác động gì cho ông, câu lạc bộ cũng như Gabriel không? Đó là cuộc điều tra được làm bởi FA, không có gì để tôi bình luận ở đây cả. Còn những chuyện cá nhân thì tôi cũng không muốn bình luận thêm. Chào Mikel, quay lại với Lekonga, tới trước khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, ông vẫn tìm kiếm một tiền vệ nhỉ? Không biết liệu lúc này ông còn thấy cần thiết không? Với những gì mà Lekonga đang mang lại đã đủ chưa? Hay liệu sẽ vẫn cần một tân binh nữa vào tháng 1? Cần xem thế nào nữa từ Lekonga. cậu ấy phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với điều mong muốn, rằng mình thể hiện được trên sân. Chúng tôi trông đợi mỗi cầu thủ phải nâng tầm trình độ của mình và mang đến sự cạnh tranh phù hợp trong đội. Và khi được ra sân thì phải trình diễn theo cách giúp đội chiến thắng và chơi đủ hay để có thêm nhiều chiến thắng. Chào Mikel, như vậy là có lẽ từ Champions League sẽ có vài đội bóng lớn lọt xuống Europa League, Barca, Atlético, Sevilla hay Juve. Ông có cho rằng việc tránh gặp những cái tên này sẽ là quan trọng? Chà, giải đấu này đang ngày càng khó khăn hơn đấy. Khi nhìn vào hiện tại của nó, với những khả năng có thể xảy ra, vòng đấu loại trực tiếp thứ nhất có vẻ sẽ thực sự khốc liệt. Đó là lý do tại sao việc giành ngôi đầu bảng sẽ rất quan trọng cho chúng tôi khi có thể tránh được hai trận đấu.